Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2018 được dự báo là hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng quản lý thị trường cả nước cần tập trung triển khai bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại 389, Bộ Công Thương để đảm bảo thị trường phát triển ổn định. Hai tháng đầu năm 2018, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra hơn 3.000 vụ, phát hiện xử lý hơn 1.700 vụ vi phạm, tổng số thu nộp ngân sách gần 10 tỷ đồng. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong việc chấp hành các quy định pháp luật về thương mại của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng, góp phần hạn chế các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng. Trong cái thời gian qua, thì ở tỉnh Thái Nguyên, với các ngành đã là tăng cường cái công tác tuyên truyền, phối hợp với ngành nông nghiệp, y tế tuyên truyền các cái chính sách pháp luật đến các cái đối tượng sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng nhằm đảm bảo sản xuất hàng hóa an toàn thực phẩm. Vào các dịp lễ Tết, lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương luôn duy trì theo dõi báo cáo tình hình thị trường địa bàn mình, đặc biệt quan tâm đến diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu, kiểm soát tình hình vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Phòng chống gian lận thương mại và buôn lậu thì tỉnh chúng tôi cũng luôn luôn là hoạt động đều tay của cái ban chỉ đạo 389, và ban chỉ đạo 389 có trách nhiệm để mà tăng cường công tác hoạt động để mà giảm thiểu các cái hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn lậu trên địa bàn. Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song theo đánh giá của Bộ Công Thương, lực lượng quản lý thị trường vẫn còn những hạn chế bất cập cần khắc phục. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường vẫn chưa chủ động trong công tác theo dõi diễn biến thị trường. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin chưa thường xuyên, chưa có sự phối hợp tổng thể của các địa phương để triệt phá các điểm tập kết, các đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng lậu, hàng giả. Để công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2018 này đạt hiệu quả cao hơn, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt, lực lượng quản lý thị trường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phải tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, chỉ đạo của Bộ Công Thương và cấp ủy và chính quyền địa phương về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường cố gắng khắc phục những khó khăn, hạn chế để thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389, Bộ Công Thương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực hiện có hiệu quả đề án chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm, phối hợp các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống nhân dân như nông sản, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, dược phẩm, đường, thuốc lá, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ sản xuất trong nước, bảo vệ người tiêu dùng. Theo Bộ Công Thương, hiện nay Bộ đã hoàn thành dự thảo quyết định và dự thảo đề án thành lập Tổng cục Quản lý thị trường, chuyển các cơ quan hữu quan thẩm định. Việc thành lập Tổng cục Quản lý thị trường theo mô hình ngành dọc là sự nâng cấp về địa vị pháp lý của cơ quan quản lý trung ương và cơ quan quản lý thị trường địa phương, thể hiện vai trò cần thiết xây dựng lực lượng quản lý thị trường chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại, là một lực lượng nòng cốt trong việc quản lý và phát triển thị trường.